mai quay các bạn coi vườn mai đẹp quá các bạn ơi. Đó. Đây nó cũng đang ấy nhưng mà nó chưa có tán trên, nó chưa có đủ đủ tàn cao. Thực ngon còn quá trời ha. Chuẩn bị cái này, cỡ này là chuẩn bị bấm tược rồi. Chưa bấm tược. Bấm tược cho già lá. Kích nụ. Nó cao cũng 2 mét. Vườn mai này của nằm trong K120 của Tiền Giang. Này cao 2 mét mấy. Từ gốc lên cao 2 mét mấy. Hoành cũng to. Hoành 40. Đẹp, nó có vòng. Đó, nó hoành. Nó hoành 50. Mình giảo bông nó nhỏ. Thì sữa khổng lồ nha các bạn. Sữa kiển. Này bự hơn. Ba lắm không. Đế này đẹp quá rồi. Đế này đẹp quá. Nhận đế này. Quá đẹp. Nhận đế nha các bạn. Tàn đều hết luôn. Đó, thấy không? Từ gốc lên ngọn là mét rưỡi không ạ. Những chỗ là toàn bộ đây là dán tàn thông hết luôn. Đó, thấy không? Dán tàn thông không? Đẹp quá. Này nó có những cái ấy, những cái nụ gì là nó quá sớm rồi. Này mới cái đầu tháng 8 âm lịch mà bữa nay mới có mùng 9 mùng 10 nó ra các những cái nụ kim gì là nó vừa tết các bạn. Đó những cái nụ kim nè, thấy không?
nhưng mà đa số cái nào cũng vậy. Đây là các bạn coi quay kỹ là thấy thấy cái những cái nụ 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 kim không, giờ là nó vừa nè mà không có ăn thua vậy chứ nào. Mai mà có cái vài chục nụ mà nó ra sớm nó nở bông nó chuyện bình thường, không quan trọng nghĩa địa gì chứ mà. Kim mà không những cái nụ nụ này là ok à, ok không xem các bạn anh chị xem thấy kênh hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video nha. Rồi bye bye anh chị.